Hai điều sau đây sẽ giúp anh chị tránh được rủi ro khi đặt cọc mua bán nhà đất. Một là chúng ta chỉ đặt cọc chính chủ, và khi đặt cọc thì chúng ta yêu cầu chủ nhà cho chúng ta xem cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để chúng ta có thể so sánh, hoặc nếu nó nằm trong ngân hàng thì cần phải có xác nhận của ngân hàng. Bởi vì khi đặt cọc qua cái tờ giấy photo thì chúng ta không biết được sau cái thời điểm photo đó cái bìa này có được chỉnh lý ở trang tư cái điều gì không. Hai là chúng ta khi đặt cọc đối với hộ cá nhân thì chúng ta yêu cầu có chữ ký của cả hai vợ chồng, còn nếu là hộ gia đình thì chúng ta yêu cầu có tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu này họ đồng ý, thì lúc đó chúng ta hãy đặt cọc để đỡ mất thời gian, đỡ tốn tiền và nó dễ xảy ra tranh chấp, và đôi khi chủ nhà họ cũng không biết điều này đâu.